Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái kèo mới cũng ở trên Telegram. Đó là Spanner Coin. Cái thằng này thì các bạn nhìn thấy là X của nó thì nhìn tương đối là nó không có độ tin tưởng bởi vì là không có tích đúng không ạ? Thế nhưng mà mình thấy cái cách làm việc của nó hay. Cái thứ hai nữa, cái Spanner này chúng ta có thể là min nó được ra thành NFT để chúng ta bán. Bởi vì là thường ấy thì là những cái con mà nó mới ra ấy, thì là nó không bao giờ nó cho bán trước cái kiểu đấy. Thằng này nó cũng tương tự như Notcoin đúng không ạ? Notcoin cũng cho chúng ta là sử dụng cái đồng Notcoin mà chúng ta khai thác được để chúng ta min ra NFT, sau đó chúng ta có thể bán để chúng ta lấy cái đồng tốt đúng không ạ? Thì ở con này cũng thế ạ. Nó cũng có một cái tính nhân văn, nó tựa như là thằng Notcoin, cho nên mình thích thì mình làm. Đó, và nó cũng mới ra được một ít bữa thôi nhưng mà cũng đã có tới 1 triệu tài khoản khai thác rồi. Đó, vậy cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái dự án này nha. Khi các bạn kích vào cái đường link ở dưới phần mô tả video, bình luận ghim hoặc ở trong các group thì nó sẽ đưa sang cái trang như thế này. Các bạn gõ vào cái Telegram này cho mình. Sau đó các bạn gõ vào bắt đầu. Và ở đây thì các bạn gõ vào cái ô màu xanh ở phía bên dưới ạ. Tức là nếu như cái tài khoản của các bạn là cái tài khoản thường ấy thì là các bạn sẽ chỉ nhận được 750 cái đồng token của nó thôi. Còn nếu như mà cái tài khoản của các bạn nó là tài khoản premium thì các bạn sẽ nhận được 1.875 cái đồng token của nó. Ở đây ấy thì nó cũng giống như là các con click khác, tức là chúng ta gõ vào cái ở giữa con quay này thì nó sẽ quay. Cái này thì các bạn có thể là gõ bằng tay hoặc là các bạn dùng auto thì tùy các bạn nha. Đó, sau khi các bạn quay hết cái thanh này thì nó sẽ ra cái ô màu xanh như thế này, tức là cái ô sửa chữa. Các bạn gõ vào cái ô màu xanh này thì bắt đầu cái thời gian của nó mới chạy. Đó, nếu như các bạn không gõ vào thì nó sẽ không chạy ạ. Và khi mà chúng ta chưa nâng cấp ấy thì cái thời gian của nó sẽ là 5 tiếng, thì chúng ta vào đây chúng ta click một lần. Ở đây các bạn gõ vào cái tag này cho mình, cái tag mà nó có số 5 này, các bạn nhìn đúng không ạ? Các bạn gõ vào đó nha. Và đây thì chúng ta sẽ có một số cái nhiệm vụ để chúng ta nhận thêm cái đồng này. Ở đây các bạn gõ vào cái dòng đầu tiên, đó là Telegram. Các bạn lưu ý một điều là cái nhiệm vụ này hiện tại không làm được bởi vì là join vào cái group chat không join được ạ. Đây nha, các bạn gõ vào join to Spinner Coin này. Gõ vào tham gia này. Các bạn quay ra này, các bạn gõ tiếp vào cái dòng ở phía bên dưới này. Gõ vào tham gia này, đó thì các bạn sẽ không thể tham gia vì nó báo là không thể tham gia nhóm này vì có quá nhiều thành viên đúng không ạ? Mình nghĩ là chắc là nó chưa mua premium thôi, còn nếu mà nó mua thì là cái group của nó sẽ chứa được nhiều thành viên hơn đấy ạ. Giống như là những cái thằng Notcoin hay những thằng khác ấy thì là cái group của nó chứa được cả mấy triệu thành viên cơ mà đúng không ạ? Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là nhiệm vụ Twitter. Các bạn gõ vào cái nhiệm vụ Twitter này. Đó, và sau đó là các bạn gõ vào cái theo dõi. Chúng ta quay lại. Đó, thì khi mà cái nhiệm vụ nó mất đi ấy thì là chúng ta sẽ nhận được cái đồng token của nó. Đó, nó sẽ cộng vào đây nha. Chúng ta gõ tiếp vào cái bot này. Gõ tiếp vào cái ba bot này và chúng ta sẽ tăng cường đúng không ạ? Chỉ định lại mình bỏ hai cái thằng này đi. Bỏ thêm một cái này nữa đi. Và để mình tăng cường vào đây đúng không ạ? Tăng cường lại. Thay thế này. Đó. Cái này thì đối với lại những tài khoản premium thì các bạn mới có thể tăng cường được, còn đối với lại cái tài khoản Telegram thường thì các bạn sẽ không thể tăng cường được. Và khi các bạn tăng cường thì các bạn sẽ nhận được là 5.000 cái đồng token của nó đúng không ạ? Đây này, về trở lại đó, lên 7.065 rồi đúng không ạ? Chúng ta làm tiếp nhiệm vụ nữa. Đó là các bạn gõ vào tiếp cái dòng iROPE. Đó, và chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ ở dưới này đúng không ạ? Gõ vào dòng đầu tiên này thì chúng ta đã tham gia rồi, quay ra. Và chúng ta chờ một xíu cho nó load. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ gõ tiếp vào cái dòng thứ hai. Chúng ta cũng theo dõi rồi đúng không ạ? Chờ nó load một chút, sau đó chúng ta gõ tiếp vào cái dòng thứ ba. Cái này thì tức là mình chia sẻ cái bài đăng của nó, nhưng mà cái tài khoản trước mình thử thì không chia sẻ thì cũng vẫn cứ được ạ. Đó. Tiếp theo là khi nào mà chúng ta lên được cái cấp độ bạc thì là chúng ta mới có thể tham gia được cái chương trình này. Tiếp theo mình nhận cái thằng này trước này. Đó, được rồi đúng không ạ? Cái nhiệm vụ 500 spinner này là chúng ta sẽ phải nâng cấp
cái tài khoản của chúng ta lên cái hạng bạc thì chúng ta mới có thể tham gia được. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là bây giờ mình mới đang ở level 1. Hiện tại là mình có 7.190 đồng token của nó. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp bằng cái cách nào? Ở đây các bạn gõ vào cái ký hiệu ở cạnh cái tag này, tức là cái cell này. Đó, sau đó các bạn gõ vào more. Đây ạ, có chữ more này, các bạn gõ vào more này. Đó, và thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần để chúng ta update. Và khi mà chúng ta update lên cái hạng bạc thì là chúng ta sẽ mất 400 cái đồng token của nó. Các bạn gõ vào cái ô màu xanh này. Các bạn gõ tiếp vào cái ô màu xanh ở phía bên dưới có chữ upgrade. Bây giờ mình muốn nâng tiếp lên một cái level nữa thì mình lại gõ tiếp vào đó, đúng không ạ? Gõ tiếp vào cái ô màu xanh ở phía bên dưới. Khi mà chúng ta nâng càng cao thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều cái đồng token khi mà chúng ta claim. Đó, đây các bạn nhìn thấy không ạ? Lúc nãy của mình chỉ có 40 thôi. Mình quên mất nha. Các bạn nâng đến đâu thì các bạn claim đến đấy. Khi mà các bạn nâng lên cái level 1 thì là nó sẽ lên thành 50 đồng. Các bạn quay ra các bạn claim đã. Claim xong, bắt đầu chúng ta mới lại quay trở lại chúng ta upgrade tiếp. Đó, sorry nha. Cái khúc này mình quên xứ đi mất. Bây giờ mình sẽ claim hết cái chỗ này về đã. Sau đó mình sẽ nâng cấp tiếp. Thế là tự dưng mình phí mất phải 200 đồng rồi đấy ạ. Đó, mình dùng auto cho nó nhanh chứ gõ gõ bằng tay lâu lắm ạ. Đó, và bây giờ thì chúng ta lại quay tiếp về cái chỗ xếp này để chúng ta gõ vào more và chúng ta update tiếp, đúng không ạ? Các bạn gõ vào kết, gõ vào update tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về và chúng ta claim tiếp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ claim là 250 đồng. Nếu như mà lúc nãy mà mình không claim thì mình mất tiếp cái 200 đồng rồi đấy, đúng không ạ? Claim xong cái 250 đồng rồi. Bây giờ mình lại tiếp tục mình nâng cấp tiếp, đúng không ạ? Gõ vào more này, gõ vào upgrade, gõ vào upgrade. Bây giờ lại quay về tiếp thì là mình sẽ có 330 đồng. Đó, thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta claim. Và khi mà chúng ta lên đến level 7 thì đồng nghĩa với là chúng ta được chuyển từ cái tài khoản Bonzi lên cái Silver, đúng không ạ? Lên Silver rồi thì chúng ta có thể tham gia được cái sự kiện kia rồi, iDrop này. Đó, và bây giờ thì cái này là mình đã hoàn thành rồi, đúng không ạ? Và ở đây nó thông báo với chúng ta là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ để tham gia 500 vòng quay hiếm thấy ở trong cái level 12. Cái kết quả họ sẽ thông báo vào cái ngày 20 tháng 6, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ quay ra này, gõ tiếp vào cái nhiệm vụ ở bên dưới này là chúng ta sẽ nhận được 500 cái đồng token. Đó, các bạn gõ vào cái bot ở phía bên cạnh này, tức là cái hộp đấy ạ. Các bạn gõ vào cái daily bot này cho mình, gõ vào open. Mình sẽ nhận được một cái lần full cái thanh đó. Đó, các bạn gõ vào ok này, gõ vào spinner này, gõ vào more này. Đấy, các bạn gõ vào ô mà nó có chữ u xe này này. Đó, các bạn gõ vào đây nha. Và các bạn gõ vào cái ô màu xanh có chữ active cho mình. Đó, thì các bạn nhìn thấy không ạ? Khi bạn gõ vào đấy thì cái thanh này của chúng ta nó đầy này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay về để chúng ta claim. Đó, chúng ta tiếp tục chúng ta claim, đúng không ạ? Đó, mình vừa claim hết rồi. Và sau khi claim hết xong thì chúng ta lại phải gõ vào cái ô màu xanh này để cho nó chạy. Khi mà các bạn càng nâng cao lên ấy, thì cái thời gian để chúng ta claim nó càng rút đi. Mặc dù là cái thanh này chúng ta nhận được nhiều hơn. Mới đầu là 5 tiếng chúng ta claim một lần, đúng không ạ? Và bây giờ thì chỉ còn hơn 4 tiếng thôi. Đó, và cái thanh này thì mới đầu là nó chỉ được nhận được có 40 thôi, đúng không ạ? Bây giờ nó lên 330, tức là nó gấp 8 lần rồi, đúng không ạ? Càng nâng cao lên thì là cái thanh này nó càng nhiều hơn. Cứ kiếm được bao nhiêu thì các bạn nâng nha. Tại vì nó mới cho nên là các bạn nâng thoải mái ạ. Sau này một thời gian khi chúng ta nâng nó hòm hòm rồi thì lúc đấy chúng ta có thể dừng lại. Như các dự án khác là khi mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta sẽ phải tạo ví mới, đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta được phép kết nối ví. Ở đây các bạn gõ vào cái wallet này cho mình và các bạn gõ vào Connect Wallet. Chúng ta có thể tùy ý kết nối với ví nào. Ví dụ như là chúng ta kết nối với lại ví Telegram hay là ví Tonkep. Đó, hay là ví Bitgate, đúng không ạ? Các bạn thích kết nối với lại cái ví nào thì kết nối. Ở cái ví Tonkep thì nó được lập rất là nhiều ví, giống như là chất wallet hay là OKX. Chúng ta sợ scam ấy, thì chúng ta có thể là mỗi một dự án kết nối chúng ta sử dụng một ví thoải mái. Ở đây mình sẽ kết nối với ví Tonkep, vì vậy cho nên là mình sẽ gõ vào cái ví Tonkep này, đúng không ạ? Gõ vào Connect Wallet.
Đó, như thế là chúng ta đã kết nối ví xong rồi. Thì ở bên này khi mà chúng ta min NFT ấy, thì là cái NFT của chúng ta nó sẽ hiện ở đây đúng không ạ? Hoặc là ở phía bên token này thì là ví dụ ở trong ví của mình đang có 0,07 tôn thì nó cũng hiện ở đây, và sau này cái những cái đồng token khác, ví dụ như đồng token của nó mà nó cho rút về ví rồi ấy, thì nó cũng sẽ hiện cái số dư ở đây cho chúng ta đúng không ạ? Hoặc là khi mà chúng ta gõ vào cái wallet này thì chúng ta có thể nạp tôn vào. Bởi vì là sau này khi mà chúng ta muốn min cái đồng MST ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải có 0,07 cái đồng tôn để làm phí thì chúng ta mới có thể min được. Nhưng các bạn cũng lưu ý cho mình là không nên min ạ. Bởi vì khi mà các bạn min cái Spinner này thì đồng nghĩa với lại nó trở thành NFT, có thể bán được ra cái đồng tôn, nhưng đồng nghĩa với lại chúng ta sẽ mất cái con quay này, chúng ta sẽ không thể kiếm được cái đồng token của nó nữa. Vì vậy cho nên là mình khuyên các bạn là chưa vội min nó ra làm gì, mà chúng ta cứ để đây để chúng ta kiếm cái đồng token của nó đã. Bây giờ các bạn mang cái cần câu cá của các bạn đi các bạn bán thì các bạn làm gì còn cần để các bạn câu. Đó, vì vậy cho nên là đừng có vội vàng min nha. Chúng ta kiếm được độ khoảng một đồng tôn hoặc là hai đồng tôn thôi, nhưng mà chúng ta lại mất cái quyền lợi là chúng ta không thể kiếm được cái đồng token của nó, mà thậm chí cái đồng token của nó sau này chúng ta còn kiếm được vài trăm đô chẳng hạn, hoặc có khi ngàn đô giống cái đồng Notcoin thì sao đúng không ạ? Các bạn mà min thành NFT là các bạn mất luôn. Đó. Và đây các bạn có thể đi chia sẻ bằng cách là các bạn gõ vào cái rep này và các bạn gõ vào hai cái hình vuông nó chồng lên nhau này. Đó, để các bạn copy, các bạn đi, các bạn chia sẻ. Các bạn sẽ nhận được 750 đồng, đồng nghĩa với lại bạn của bạn cũng sẽ nhận được 750 đồng đối với lại tài khoản thường. Còn đối với lại cái tài khoản các bạn nâng cấp lên premium rồi thì các bạn sẽ nhận được nhiều hơn nha. Đó, thì là các bạn tranh thủ làm đi. Và các bạn cũng lưu ý là chúng ta đặt báo thức để chúng ta claim. Còn nếu như chúng ta claim ngày có một lần thì nó không được đáng bao nhiêu đâu. Chúng ta vẫn thêm vào màn hình như mọi khi, đó là chúng ta gõ vào cái ba chấm này, chúng ta gõ vào mở bot. Và chúng ta gõ vào cái avatar của nó, gõ vào ba chấm, gõ vào thêm vào màn hình chính, gõ vào thêm. Đó thì nó sẽ ghim ra ngoài màn hình chính để chúng ta đỡ phải đi tìm đúng không ạ? Đó, và bây giờ thì mình sẽ quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Vâng, chúc mừng bạn Danh Tiên. Dán hợp đồng không hiển thị số dư SSS trong ví. Cái này thì bạn liên hệ với tỷ để tỷ kiểm tra xem là nó như thế nào. Còn dán hợp đồng thì kiểu gì là nếu như mà đúng ví của nó thì là nó sẽ hiện cái số dư của chúng ta. Và cái quan trọng nữa là bạn phải claim về ví thì nó mới có thể hiển thị số dư được. Còn nếu mà các bạn chưa claim về ví thì nó chưa hiển thị được đâu ạ. Vâng, chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái hot của mình nha. Bye bye!